12 nguyên nhân của bệnh tê bì chân tay. Thứ nhất đó là do thoái hóa cột sống. Thứ hai đó là do thoát vị địa đệm. Thứ ba đó là do thoái hóa khớp. Thứ tư đó là do viêm đa khớp dạng thấp. Thứ năm đó là do hẹp ống sống. Thứ sáu đó là do đa xơ cứng. Thứ bảy đó là do viêm đa rễ thần kinh. Thứ tám đó là do xơ vữa động mạch. Thứ chín đó là do chấn thương. Thứ mười đó là do ảnh hưởng thời tiết. Thứ 11 đó là do sinh hoạt sai tư thế. Thứ 12 đó là do stress mệt mỏi. 5 cách để phòng ngừa bệnh tê bì chân tay. Thứ nhất đó là tăng cường vận động và thường xuyên tập thể dục. Thứ hai đó là ngâm tay và ngâm chân trong nước nóng có pha muối, giúp máu lưu thông tốt. Thứ ba đó là cần có chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung các loại vitamin và chất khoáng. Thứ tư đó là tránh làm việc quá sức với những công việc nặng nhọc. Thứ năm đó là hạn chế uống rượu bia, không hút thuốc. Đây là 8 cách chữa bệnh tê bì chân tay hiệu quả. Thứ nhất đó là chườm nóng. Chườm nóng là cách chữa tê bì chân tay tại nhà dễ thực hiện. Thứ hai đó là tắm với nước ấm. Thứ ba đó là xoa bóp bấm huyệt. Thứ tư đó là điều chỉnh tư thế. Thứ năm đó là vận động thể dục thể thao. Thứ sáu đó là cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Thứ bảy đó là chăm cứu. Thứ tám đó là cần điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Và theo dõi Huy, chuyên gia chăm sóc sức khỏe tận tâm cho từng hộ gia đình.